Em mời chị vào xem nhà ạ. Cưng ơi, cưng dìu chị vào được không? Gió nó vật chị đau ê ẩm hết cả người rồi. Thế chị muốn xem căn hộ to hay là nhỏ? Chị cần to, cái nào vừa to vừa dài thì cho chị chiêm ngưỡng đi cưng. Em mời chị vào. Đây là căn có diện tích vừa to vừa dài chị ạ. Cho chị đi xem phòng ngủ luôn nhé. Dạ em mời chị. Dạ em mời chị xem phòng. Cái giường này mà nhún mạnh liệu có sập không cưng nhỉ? Cái này thì em đảm bảo cho chị luôn ạ. Chả tin, ú tin là giường nó khỏe. Cưng để lại đây, test thử cho chị xem cưng. Em đảm bảo, chị cứ yên tâm ạ. Mời chị ạ. Phòng tắm như này tắm hai người chắc không chật được cưng ha. Dạ, thoải mái luôn chị ạ. Cưng vào đây đúng chị xem nào. Nào vào đây, đứng im đấy chị xem nào. Chị quen tắm hai người rồi, phòng tắm rộng thì chị mới ưng nha. Thế phòng tắm như này chị đã thấy đủ rộng chưa ạ? Căn này bọn em bán giá bao nhiêu? Dạ, căn này bọn em bán giá 2 tỷ, kèm theo rất nhiều quà tặng ạ. Chị muốn đêm đầu tiên chị ở đây, quà tặng của chị là em có được không? Chị cứ khéo đùa. Giảm được không? Giảm giá ạ? Không được chị ạ. Không, ý chị là em giảm độ cuốn hút đi, được không? Cái này... Thôi được rồi, cưng đáng yêu lắm, chị lấy căn này. Đẹp trai thì mới có nhiều người yêu. Chào em. À mà khoan, cưng sinh năm bao nhiêu? Em sinh năm 90. 90 mệnh thổ, mình mệnh mộc, thổ là đất, mộc là gỗ, quan tài với đất, hợp nhau quá còn gì. Ok, rất vui được gặp cưng. Căn hộ chị mua ở đâu nhở? Dẫn chị qua. Vâng, em mời chị qua xem nhà. À mà khoan, đợi chị một tí. Alo, con chào thầy ạ. Thế thầy, thầy cho con hỏi là bây giờ con đang đi xem nhà. Con muốn bước vào nhà thì bước chân vào trước để lấy may ạ. Dạ, dạ vâng, con cảm ơn thầy ạ. Đi em. Em bỏ hết giường, vứt hết giường đi cho chị. Chị mạnh thổ, chị nằm đất thôi. Đúng. Ở đây trên đầu giường của vợ chồng chị em vẽ cho chị một cái bếp ga. Chồng chị mạnh hỏa. Dạ vâng ạ. Con chị mạnh kim, trên đầu giường của nó em vẽ cho chị một quận chỉ nhá. Vâng ạ. Nhà bếp thì bố trí theo kiểu châu Âu, mà nhà phía đầu thì theo hướng châu Á. Mà kể cả theo châu Phi, mà kệ tivi là nhớ là theo châu Mỹ nhá. Tính chị đơn giản nhưng mà không kỹ đâu. Dạ vâng ạ. Phòng khách là phải có bàn, giường trong phải có thêm màn nhớ chưa? Rèm kia chớ để lưa thưa mà bàn ăn tê gọn cho vừa chỗ kia. Tay hoa em cho hết ra gì mà móc phơi quần áo để em nhớ chia cho đều. Sao? Nghe thấy chị nói gì không? Để chị đọc lại từ đầu nhá. Ơ dạ. Chị đến xem nhà, em mời chị ngồi. Dạ, em mời chị xem qua catalog. Bên em có rất nhiều mẫu nhà đẹp để chị tham khảo. Giá? Dạ, căn nhà này là 2 tỷ chị ạ. Giá cuối đi, đừng nói thách. Dạ, đây là giá niêm yết rồi chị ạ. Căn nhà này còn được trang bị cả hệ thống cách âm đấy ạ. Ui giời ơi, chị cần gì dăm ba cách âm với ba bẩn. Tháo hết cách âm cho chị, giảm giá khoảng 1 tỷ được không? Dạ, không được đâu chị ạ. Tỷ 1, chốt được thì chị ở luôn. Chị thông cảm, bọn em cũng chỉ là nhân viên tư vấn thôi nên không quyết định được về giá đâu ạ. À mà chị thấy nhà này nhiều cửa sổ quá. Giờ em lắp hết cửa sổ đi cho chị, trừ chi phí cửa sổ là giảm được chứ gì. Không được đâu chị ạ, tại vì nhà này đã là full sàn gỗ, trần gỗ thì không có giá đấy đâu ạ. Chị cần gì trần gỗ với cả sàn gỗ. Giờ em cậy hết gỗ đi cho chị, trừ chi phí gỗ đi, còn 1 tỷ 3 được không? Dạ chị thông cảm, nhà đã như thế rồi thì sao sửa được ạ. Ui giời, giờ dẹp hết nhà vệ sinh đi. Chị ỉa vào bô thì có giảm không nào? 1 tỷ 4 nhá. Dạ bọn em xin lỗi, bọn em không giảm giá đâu ạ. Chán thế nhở. Bây giờ 2 tỷ thì có được ưu đãi gì không? Căn nhà này đã được bao gồm một vài nội thất cơ bản cho gia đình mình rồi đấy ạ. Thế thôi à? Thế không tặng kèm điều hòa hay là chăn ga gối đệm gì à? Hay là có tặng kèm bộ nồi niêu phong trào hay là bếp điện bếp đủng gì không? Dạ không chị ạ. Còn internet thì sao? Chị thấy nhiều bên nó còn tặng kèm cả 1 năm sử dụng internet miễn phí đấy. À mà em bán hàng cho chị kiểu gì chỉ được hoa hồng. Cắt thêm cho chị đi, chỗ người quen cả mà. Cắt gì ạ? Cắt cái chỗ hoa hồng của em ý. Thì đòi cắt máu, cắt hoa hồng thì bọn em sống làm sao được ạ? Hai tay anh ôm sương dòng rất đau. Đôi vai anh man nói buồn rất lòng. Dạ, chị ạ. Hôm nay chị muốn đến ngôi nhà phải không ạ? Ừ em. Dạ vâng, em mời chị ngồi ạ. Bên em có rất nhiều kiểu mẫu căn hộ mới, mời chị xem qua catalog ạ. Căn này giá bao nhiêu em? Căn này thì có giá 3 tỷ ạ. 3 tỷ à? Thế
Thế còn căn này? Căn này có giá 2 tỷ rưỡi ạ. Còn căn này? Căn này có giá 4 tỷ ạ. Thế ở đây rẻ nhất là bao nhiêu? Rẻ nhất thì chị có thể tham khảo căn này. Tỷ thế còn đắt nhất là căn nào? Đắt nhất thì bên em rơi vào khoảng 7 tỷ, bao gồm hệ thống cách âm hiện đại, cửa kính chống trơn cực kín, gỗ lực khuôn sàn nhà và trần nhà chị ạ. 7 tỷ thì đắt quá, chị không mua được. Thế có căn nào có 3 phòng ngủ rồi vệ sinh khép kín không? Vậy thì chị có thể tham khảo căn này có giá 4 tỷ ạ. Có căn nào hành lang 1m4 không em? Đây chỉ có hành lang 2m thôi, 1m4 thì hai người không tránh được nhau đâu chị ạ. Căn này bao nhiêu? Giá thế nào? Đắt quá. Dạ, cuối cùng thì chị muốn lấy căn nào ạ? Thôi bây giờ chị chưa mua được, để chị về tham khảo thêm nhé. Chào em. Vậy thì bác có thể ngồi xuống đây để cháu có thể tư vấn thêm cho bác được không ạ? Ừ, được. Dự án này bên cháu là căn hộ cao cấp nhưng giá khá là cao, thường là trên 5 tỷ một căn 2 phòng ngủ. Hay là để cháu giới thiệu cho bác một dự án khác có giá thấp hơn, tầm 1 tỷ một căn được không ạ? Con trai bác là con vàng con bạc, cứ cho bác căn tốt nhất xem nào. Nhưng mà giá khá là cao đấy bác ạ. Cao là cao thế nào? Penthouse giá như nào cháu? Bác hỏi penthouse giá như nào? Tiền nhà bác tiêu ba đời không hết nhá. Đừng tưởng bác ăn mặc như này là không có tiền. Cho bác hẳn 2 căn penthouse 200m2.